Em chào tất cả mọi người nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cho mọi người biết được rằng á, vì sao hồ cá coi nè, ba đuôi ranh chui với lại chép sư tử mình phải nên làm lắng nha. Mấy bữa nay thì mình hỗ trợ cho nhiều anh chị em cô chú mình lắm, gặp cái tình trạng là cá trong hồ của mình bị ngứa mình, bị đỏ mình khi nuôi cá coi nè. Rồi ranh chui với lại chép sư tử thì đuôi của nó bị đỏ, bị mụn. Mà mọi người biết rồi, những con cá mà đuôi dài á, đẹp nhất là cái phần đuôi, cái phần vây, mà nó bị hư ngay chỗ đó là coi như con cá đó mất giá trị luôn. Mình mua ví dụ như 10 thì bây giờ nếu mà mình thanh lý nó còn chỉ khoảng 2-3 thôi. Tại bây giờ làm như thế nào để cho con cá của mình nó khỏe mạnh, nó đẹp mà nó không bị ảnh hưởng, nó mất cái giá trị. Thì trong rất là nhiều cái video mình chia sẻ lên kênh rồi, mọi người nên làm lắng nha. Đa phần là mình thấy rất là nhiều anh chị em của chú mình á, sử dụng cái lọc thô thôi, có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh á, để bơm bên trong hồ, bơm lên cái dàn lọc ở trên hoặc là một dàn ba ki, đơn giản như vậy thôi. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Chắc chắn 100% nước của mình không bao giờ xử lý tốt được. Thì bây giờ làm như thế nào để cho nước trong hồ của mình đẹp? Và khi nước trong hồ của mình đẹp rồi, cái việc mà mình nuôi cá coi á nó cực kỳ dễ dàng nha. Anh chị em cô chú mình nên thiết kế một cái lắng nha. Ví dụ như đây là hồ của em Tuấn nha cả nhà. Hồi lúc trước cách đây 3 tháng hơn, khi mà Tuấn chưa làm lắng á, nước trong hồ của mình tầm cỡ khoảng 2 ngày, 3 ngày là đã bị cái tình trạng bị đục, bị vàng, bị xanh. Rồi cá của mình nó có cái hiện tượng đỏ mình, lỡ mình nặng, thậm chí là bị ký sinh trùng, rận nước với lại trùng bỏ neo luôn. Cá của mình chết không biết bao nhiêu lần mà nói. Sau khi mà hai anh em trao đổi với nhau thì mình có góp ý cho Tuấn là nên làm một cái lắng. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ sau khi mình chế thêm cái lắng á, là gần 3 tháng rồi. Chưa vệ sinh đâu nha cả nhà, mình chỉ xả lắng thôi. Nhưng mà nước trong hồ anh chị em của chú mình thấy cực kỳ trong, cá của mình rất là khỏe luôn. Thì chứng tỏ một điều rằng khi mà mình có cái lắng, cái tách phân ra bên ngoài, nó giúp cho mình thứ nhất là tiết kiệm cái thời gian vệ sinh. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho mình á, lọc nước tốt hơn. Và khi có lắng nó sẽ là cái phương pháp phòng bệnh từ xa cho mình luôn. Thì thông qua cái video hồ của Tuấn á, ngoài cái việc mình chia sẻ hồ lên giao lưu cũng như là cái nước trong hồ mọi người thấy rất là đẹp, thì một lần nữa mình muốn nhấn mạnh đến anh chị em cô chú nào ở nhà hồ của mình hiện tại bây giờ chưa có lắng mà nước trong hồ của mình 2-3 ngày nó bị vàng, bị xanh, thậm chí là cá mình bị ngứa mình, đỏ mình, ký sinh trùng, thì anh chị em cô chú mình nên thiết kế một cái lắng nha. Lắng to, lắng nhỏ gì cũng nên có lắng tách biệt ra bên ngoài, thì như vậy nó sẽ giúp cho nước của mình tốt hơn. Tại vì nuôi cá kiển cái quan trọng nhất là cái môi trường sống, cái chất lượng nước. Chất lượng nước của mình tốt sẽ là cái phương pháp ngăn ngừa bệnh từ xa cho mình luôn, không cần sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc nào đâu. Anh chị em cô chú theo dõi kênh của Nhân một cái thời gian dài á, chỉ có duy nhất một bài mình chia sẻ thôi, đó là hãy tập trung vào ngay chỗ cái phần lọc của mình. Lọc tốt tự khắc cá của mình sẽ khỏe mạnh và mình không cần phải lo ngại quá nhiều đến cái vấn đề điều trị bệnh cho cá nha. Đây là quan điểm cá nhân riêng của mình. Còn nếu như anh chị em của chú mình còn những bí kíp nào hay hơn nữa, để là phần comment bên dưới để cho mình cũng như là một số anh chị em của chú đang quan tâm đến chủ đề này có thể là tham khảo nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Chúc anh chị em của chú mình xem video vui vẻ. Mọi người xem video thấy những cái mà Nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt thả like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.